Thế mẹ không còn sợ những đau khổ hay thất bại, và không có gì là khó hiểu khi chiêm ngắm phần thưởng Chúa ban cho chính mẹ, là mẹ đã rước mẹ về, Chúa đã rước mẹ về trời cả hồn lẫn xác. Mẹ về trời, đó là lý do đích thực và tốt đẹp để qua lời cầu bầu của mẹ xin Chúa cho chúng con sống xứng đáng là con Chúa. Kinh Trầm Ái, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Côn, sẽ được gửi tới quý cha và cộng đoàn qua phần trình bày của ca đoàn Thiên Cung, giáo xứ Lộc Hưng. Xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt được không ạ? Yeah.